Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, Đảng Bộ Phường có 209 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Kết quả xếp loại trong 3 năm gần đây. Các chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, việc phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ bốn tốt nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ phường. Phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để phong trào thi đua xây dựng chi bộ bốn tốt được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tác động đến từng đảng viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lê Hoàng Phương đề nghị các chi bộ tập trung thực hiện 4 nội dung của phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đó là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Tại hội nghị, đại diện 11 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường đã ký kết giao ước với Ban thường vụ đảng ủy phường về phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt giai đoạn 2023-2025.